Xin chào mọi người. Đầu tiên là A chân thành cảm ơn bạn Hồ Trọng Tiến, tức là bạn Kim BMD. Tối hôm qua bạn nhấn nút Super Thanh ủng hộ app 20 đô. Chân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ app và kênh Ngôn Tình Crypto rất nhiều. Cảm ơn Hồ Trọng Tiến, Kim BMD. Cảm ơn bạn. Cao thủ tu chân Diệp Thiên, chương 4262 đến chương 4264. Hai loại lựa chọn. Tại bên trong thương minh giới, Diệp Thiên dưới sự chỉ điểm của Cổ Cận Hồn thành công tu thành Hỗn Độn Thể Vĩnh Hằng, mặc dù cũng không phải là Hỗn Độn Thể Vĩnh Hằng viên mãn, bởi vì còn thiếu khuyết một số nguyên liệu cần thiết nên còn có một số khiếm khuyết nhất định. Nhưng thân xác tu vi thời khắc này của Diệp Thiên đã vượt xa trường sinh đạo thể. Mà Thương Minh Quyền chính là một trong những thần thông từ Hỗn Độn Thể Vĩnh Hằng diễn hóa ra. Nắm đấm của Diệp Thiên gần như hóa thành một màu đen hư vô, nhẹ nhàng ấn vào bên trong hư không, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm đục truyền ra. Sau đó đám người lập tức nhìn thấy, lấy một quyền gần như hóa thành hư vô kia của Diệp Thiên làm trung tâm, một vòng gợn sóng bắt đầu hướng về bốn phía tràn ra. Gánh chịu lấy luồng gợn sóng này chính là thế giới băng tuyết còn chưa hoàn toàn tán đi xung quanh kia. Mới chỉ cùng gợn sóng này thoáng chạm vào nhau, đúng là trực tiếp bị ăn mòn, nuốt chửng, sau đó hóa thành hư vô. Tại bên trong lực lượng kết giới mà Tam Kiếp Lão Nhân thi triển ra, tựa như là từ hư vô hiện ra một lỗ đen thật lớn, băng tuyết đầy trời, triệt để bị chôn vùi, kể cả thời gian, không gian đều cùng một chỗ bị hút vào trong đó, không còn ý nghĩa tồn tại. Lực lượng của một quyền này có thể khiến vũ trụ hóa thành không minh. Phía dưới không minh, hết thảy đều là hư ảo, phía trên không minh liền chỉ còn lại vô tận hỗn độn. Cái gì? Thanh Sơn trưởng lão thần sắc ngưng trọng, tại trong tầm mắt của hắn, Bách Hoa Băng Thiên Tán không chỉ là hoàn toàn bị thôn phệ, mà lại mỗi lần bị thôn phệ một trượng thì gọn sóng được tạo nên từ hắc ám kia tốc độ cũng sẽ tăng thêm mấy phần. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, tốc độ của gọn sóng hắc ám kia chính là vượt xa gấp trăm lần vận tốc âm thanh, hơn nữa còn đang liên tục tăng lên hướng về phía hắn lao tới. Đây là một loại lực lượng khó mà diễn tả bằng ngôn từ, cho dù hắn có một thân lực lượng thần điệp cường hãn, một thân chân lực cô đọng, nhưng hắn cũng có một loại cảm giác tại phía dưới của lực lượng này, mình nếu như bị nuốt vào trong đó cũng sẽ giống như thế giới băng tuyết đầy trời kia, sẽ triệt để bị đồng hóa trở thành hư không, tan biến tại thế gian này. Loại lực lượng này đã không phải là hắn mà có thể kháng cự, hoặc là nói hắn cũng không biết đến tột cùng là lấy lực lượng như thế nào mới có thể địch nổi. Cho dù là có thì đó cũng không phải là hắn. Tại trong lúc hắn đang kinh hãi ngơ ngác thì lực lượng thần điệp đã chắn lên trước mặt hắn ba tầng phòng ngự kiên cố. Đây là tuyệt học phòng ngự của Thái Sơ Thần Đạo Môn, tên là Tam Kiếp Chi Thuẫn, chính là do Tam Kiếp Lão Nhân sáng tạo ra. Tại bên trong Thái Sơ Thần Đạo Môn số 3, đại biểu cho thế giới Đại Thiên, đại biểu cho vạn vật sinh linh, mà ba đạo quang thuẫn phòng ngự này cũng đại biểu cho khả năng có thể phòng ngự tất cả, ngăn cản ngàn vạn công kích. Lấy tu vi tuyệt phẩm độ kiếp của hắn thi triển ra, càng có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Cho dù là vụ nổ lớn của một cái tinh hệ trong vũ trụ, hắn đều sẽ lông tóc không thương tổn. Nhưng cái tam kiếp chi thuẫn này dù được xưng là phòng ngự tất cả mọi công kích thì lần này lại không thể triển lộ ra lực lượng phòng ngự vô thượng kia. Tầng quang thuẫn đầu tiên chính là tại dưới sự ăn mòn của gợn sóng hắc ám kia, chỉ kiên trì được mười mấy giây sẽ đã lập tức bị nuốt chửng và trong đó hoàn toàn biến mất. Tầng quang thuẫn thứ hai kéo dài được thời gian gấp đôi nhưng cuối cùng vẫn bị gợn sóng hắc ám từ trung tâm rót vào, sau đó khuếch tán hướng ra tứ phía, lại lần nữa bị đánh tan. Mà tầng quang thuẫn thứ ba
rốt cuộc cũng có hiệu quả rõ ràng. Nhảy bắt cùng gợn sóng hắc ám kia đối đầu chính là bắn ra lực lượng hỏa tinh tung tóe ngập trời. Cho dù qua mấy chục giây, quang quẩn mặc dù kịch liệt chấn động nhưng vẫn cứng chắc, đem gợn sóng hắc ám kia ngăn cản ở bên ngoài. Không ít người nhìn thấy cảnh này đều là âm thầm chấn kinh. Diệp Thiên để tu vi nhất phẩm thánh nhân, cho dù không mở ra tộc văn, không mở ra tam hoa tụ đỉnh, chỉ là lấy thân sắc thuần túy đánh ra một quyền, để đem Thanh Sơn trưởng lão bước đến tình trạng phải vận dụng tam kiếp chi thuẫn, quá thật là đáng sợ. Vô số người đều thầm suy nghĩ và tưởng tượng, nếu như Diệp Thiên lại thi triển tam hoa tụ đỉnh hoặc là tộc văn của Diệp tộc thì đó sẽ là cảnh tượng như thế nào? Mà liền tại lúc đám người đang suy đoán thì từ đỉnh đầu Diệp Thiên bỗng nhiên có ba đóa hoa không màu đồng thời nở rộ. Tam hoa tụ đỉnh. Trong một nháy mắt, lực lượng khí tức của Diệp Thiên đột nhiên tăng vọt, gợn sóng hắc ám kia cũng là từ trong hư không lớn lên gấp đôi. Từ một màn gợn sóng trước đó đã biến thành một làn sóng dữ dội. Oanh! Một tầng phòng ngự cuối cùng của tam kiếp chi thuẫn trực tiếp nổ tung thành điểm sáng đầy trời, sau đó bị hư vô, vô tận nuốt chửng. Hai mắt Thanh Sơn trưởng lão trợn trừng trừng như muốn trách cả bi mắt. Thành phủ chấn động mạnh, chửi thế nhìn luồng thủy triều hắc ám cao vút kia, gầm thét hướng về phía hắn đánh tới, trong mắt hiện ra một vòng tuyệt vọng. Diệp tộc trưởng xin mời nương tay. Một tiếng nói tại lúc này đột nhiên truyền đến, mà liền tại trước một giây, Thanh Sơn trưởng lão sắp bị thủy triều hắc ám nuốt chửng. Luồng thủy triều hắc ám như muốn phá nát hư không kia đột nhiên dừng lại, không lại trước mặt Thanh Sơn trưởng lão chỉ nửa thước. Cánh tay phải hóa thành hắc ám kia của Diệp Thiên lại lần nữa hóa thành màu sắc sao trời, từ hư không ép xuống phía dưới. Đúng là anh tại một khắc cuối cùng này đã đem thủy triều hắc ám khống chế dừng lại. Anh chuyển hướng ánh mắt về phía tam kiếp lão nhân, thần sắc tĩnh lặng. Chỉ thấy tam kiếp lão nhân có chút động đậy, sau đó ôm quyền thi lễ với Diệp Thiên. Diệp tập trưởng không hổ là tuyệt đại thiên kiêu, Thanh Sơn hôm nay đã bại vào tay ngươi, cũng xin ngươi nương tay tha cho hắn một mạng. Chuyện Tiểu Mai kế nhiệm thánh nữ Thái Sơ Thành Đạo Môn chúng ta từ bỏ tại đây, tuyệt nhiên không nhắc lại. Diệp Thiên nghe thấy vậy, lúc này mới phát tay một cái, luồng thủy triều hắc ám che ngược bầu trời kia mới trực tiếp từ từ tiêu tán. Cánh tay phải quanh cũng dần dần tán đi màu sắc sao trời, khôi phục lại hình thái cánh tay bình thường trước đây. Thanh Sơn trưởng lão từ trước quỷ môn quan đi dạo một lần, nhưng ở trước mặt đại thiên quần hùng này, hắn làm sao thế thừa nhận thua trong tay một tên tiểu bối. Lúc này gầm nhẹ nói ra, chữ mừng ta còn chưa có thua. Tam kiếp lão nhân thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu, người lui ra đi, đã không cần phải tái chiến. Hắn hiện tại đã không phải là tuyệt phẩm độ kiếp mà có thể đối địch. Thanh Sơn trưởng lão cho dù không cam lòng thế nào đi chăng nữa, nhưng lời của tam kiếp lão nhân lại như là thánh kinh, hắn nào dám không nghe, đành phải hậm hực lui ra. Diệp Thiên tại không trung sải bước đi tới, một lần nữa trở lại bên cạnh Ma Nhật Lãnh cùng Lạc Tông Diễm. Anh nhìn về phía tam kiếp lão nhân, đối với hắn có chút ôn quyền. Ngươi là nguyên lão đỉnh cấp của tu tiên giới trong vũ trụ, lại là sư tôn của Lạc Di, ta tạm thời gọi ngươi một tiếng tiền bối. Nếu thắng bại đã phân, và chuyện ngày hôm nay liền xem như trôi qua. Cái đại điển kế nhiệm thánh nữ này cũng cần phải tiếp tục nữa. Ta trước hết dẫn các nàng rời đi, cáo từ. Nói xong, Diệp Thiên định địch mang Ma Nhật Lãnh cùng Lạc Tông Diễm rời đi. Mà liền tại lúc này, tam kiếp lão nhân lại là quát khẽ một tiếng. Diệp tộc trưởng, chậm một chút. Ta chỉ nói qua, Tiểu Mai không còn kế nhiệm thánh nữ của Thái Sơ Thần Đạo Môn chúng ta, mới thể mang nàng rời đi. Nhưng ta cũng chưa từng nói qua, ngươi có thể đem Lạc Tông Diễm mang đi. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên ánh mắt lúc này ngưng lại, biểu lộ trầm xuống. Ngươi đây là có ý gì? Tam kiếp lão nhân ánh mắt sáng ngời, không hề có chút nhượng bộ nào, chỉ một bước đã đứng ở ngay trước người Diệp Thiên. Hai người vỏn vẹn chỉ cách xa nhau 10 mét, chỉ nghe hắn tiếp nói. Tiểu Mai tuy là ứng cử viên thánh nữ tông môn chúng ta, nhưng cuối cùng cũng chưa từng kế nhiệm vị trí thánh nữ.
chưa nhận được truyền thừa thần niệm của các đời tiền bối tiên hiền Thái Sơ Thần Đà Môn chúng ta, cho nên bằng vào chúng ta đương nhiên không cách nào khống chế được nàng. Nhưng là Tông Diễm thì khác, nàng chính là thánh nữ đời trước của Thái Sơ Thần Đà Môn, hàng thật giá thật, đã được rất nhiều truyền thừa thần niệm bên trong những tiền bối tổ tiên của chúng ta, nhưng cuối cùng nàng lại lựa chọn ruồng bỏ tông môn cùng thủy tổ Diệp tộc Diệp Kình Thương của ngươi làm bạn hữu. Nàng đã trốn mấy chục vạn năm nay, hiện tại trở lại Thái Sơ Thần Đà Môn, chúng ta há lại có thể để nàng tùy tiện rời đi hay sao? Tam Kiếp lão nhân trong mắt có thần mang lấp lóe, uy áp thần niệm kinh khủng là lần nữa trải rộng ra. So với Thanh Sơn trưởng lão mới vừa rồi, đâu chỉ là mạnh hơn mấy lần đâu chứ. Hôm nay trước mặt nàng chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là trở lại Thái Sơ Thần Đà Môn tiếp tục đảm nhiệm vị trí thánh nữ, hoặc là liền rút ra thần hồn của nàng, trả lại lực lượng thần niệm của các tiền bối tiên hiền chúng ta.